Chào các bạn. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử người dẫn chương trình MC Phan Anh. Phan Anh có tên thật là Hoàng Phan Anh, sinh vào ngày 30 tháng 7 năm 1981 tại Hà Nội, là một MC, diễn viên, người mẫu ảnh và nhà hoạt động xã hội người Việt Nam. Tháng 10 năm 2016, anh đã tạo ra một hiện tượng gây xôn xao dư luận khi chỉ trong 4 ngày mời gọi mọi người giúp đỡ cho người dân ở miền Trung Việt Nam bị thiên tai. Anh đã nhận hơn 16 tỷ đồng từ các cá nhân tự nguyện đóng góp ủng hộ. Sau một tháng, con số đã lên tới 24 tỷ và Phan Anh tuyên bố ngừng nhận các khoản đóng góp. Phan Anh tốt nghiệp trường Đại học Công đoàn, sau đó anh sang Mỹ học MBA. Phan Anh thường xuyên tham gia làm MC cho đài phát thanh truyền hình Hà Nội, VTC, VTV và các chương trình truyền hình thực tế, ca nhạc, game show. Về sự nghiệp MC, Phan Anh không phải là MC của VTV, nhưng anh đã tham gia làm người dẫn chương trình cho các chương trình nổi tiếng như Thần tượng âm nhạc Việt Nam Idol mùa 3 năm 2010, Giọng hát Việt 2012 đến 2015, Thần tượng âm nhạc Việt Nam Idol mùa 5 2014, Sao Online 12 cá tính lên đường xuyên Việt, Vitamin cặp đôi hoàn hảo mùa 3 2014, The Amaring Red Việt Nam cuộc đua kỳ thú 2015, Không giới hạn Sasuke Việt Nam 2015, Thần tượng âm nhạc Việt Nam Idol mùa 7 2016. Về sự nghiệp diễn viên, một số bộ phim mà anh đã tham gia với vai trò là diễn viên như Lời Nguyên Huyết Ngải, Cầu Vồng Tình Yêu, Có Lẽ Bởi Vì Yêu, Bản Di Chúc Bí Ẩn. Về hoạt động xã hội, trong một lần phỏng vấn, Phan Anh đã chia sẻ về quan điểm sống của mình như sau: tôi cố gắng trở thành một người tốt, sống có tâm và có tình, đó là ba chữ T cần thiết. Còn trong các mối quan hệ nói chung thì tôi chọn chữ T là tử tế. Vì thế, anh thường lên tiếng với tư cách cá nhân về những vấn đề nhức nhối trong xã hội. Tháng 10 năm 2016, anh cũng đã từng cạo trọc đầu khi sang đến châu Phi để lưu ý quan tâm của một người cho động vật hoang dã, thực hiện video clip Xin Hãy Thay Đổi Vì Thế Hệ Tương Lai được lan truyền rộng rãi. Ngày 30 tháng 5 năm 2016, trên chương trình truyền hình 60 phút mở trên VTV1 do nhà báo Tạ Bích Loan đảm nhận vai trò MC cùng nhiều khách mời như nhà báo Hồng Thanh Quang, nhiếp ảnh gia Na Sơn, nhà báo Hoàng Minh Chí, biệt danh Cù Chí, chuyên gia tâm lý hành vi Phạm Mạnh Hà, có nội dung xoay quanh câu hỏi đằng sau động cơ mỗi chia sẻ trên mạng xã hội là gì. Trong số đó, nhắm vào câu chuyện Phan Anh chia sẻ clip thí nghiệm cá chết ở Vũng Áng của VTC. Các khách mời đã tham gia chương trình đã liên tục chất vấn về động cơ của Phan Anh khi chia sẻ clip lên Facebook. Phan Anh đã bày tỏ quan điểm về quyền được chia sẻ thông tin, quan điểm chia sẻ cần được tôn trọng và trao đổi trên tinh thần dân chủ. Anh giải thích việc chia sẻ thông tin còn có mục đích khác và mong người đọc tìm hiểu kỹ trước khi soi xét. Lời giải thích này được nhà báo Hồng Quang Thanh cho là sự ngụy biện và cho rằng không ai quan tâm đến việc Phan Anh đang nghĩ gì mà họ sẽ tin vào những thông tin chia sẻ của Phan Anh là sự thật. Ông Quang cho rằng việc không kiểm duyệt thông tin từ nhiều nguồn trước khi chia sẻ là mấu chốt biến động cơ tốt đẹp thành tác động xấu lên xã hội. Bạn đã làm nhiều người đặt niềm tin vào chỗ không nên đặt niềm tin, chuyên gia tâm lý hành vi Phạm Mạnh Hà phân tích và cho rằng Phan Anh chia sẻ clip hai con cá chết do một nhu cầu, trong đó có nhu cầu quyền lực. Nhà báo Hoàng Minh Chí cáo buộc Phan Anh chia sẻ mà không cần biết con cá ấy là loại gì, nước múc lên ấy là loại gì. Ông Chí so sánh việc đưa tin lên Facebook của MC Phan Anh như nhỏ thêm một giọt nước là củng cố một cái tin thất thiệt. Chương trình được xem là thành công vì tạo được sự tranh luận đa chiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến phản đối cách làm của VTV1 xem chương trình như là màn đấu tố với 6 người F1, cũng như có thông tin cho biết chương trình bị cắt xét nhiều và biên tập lại. Trong đó có một câu nói của Phan Anh đại ý: tôi phải tin VTC chứ vì nó là nguồn tin chính thống, đài truyền hình lâu đời của nhà nước, cũng như mọi người tin vào cái phóng sự quét rau giả làm sâu của VTV vậy. Sau phóng sự, Phan Anh đã phủ nhận việc bị chèn ép trong 60 phút mở và trấn an dư luận trước nhiều bình luận thiếu tích cực.
Tháng 9 năm 2016, Phan Anh đã gây chú ý của dư luận với video clip xin lỗi thế hệ tương lai và kêu gọi xin hãy thay đổi vì thế hệ tương lai với những trăn trở và những vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay như những tiêu cực xã hội và vấn đề hàng giả, thực phẩm bẩn, sự vô cảm của con người với thông điệp nhắn gửi mọi người. Đừng im lặng, một hành động nhỏ sẽ tạo nên sự thay đổi lớn. Sự thờ ơ của ngày hôm nay sẽ phải trả giá bằng nước mắt và sinh mạng của cả thế hệ mai sau. Ngày 16 tháng 10 năm 2016, sau vụ lũ lụt tại miền Trung Việt Nam năm 2016, Phan Anh đã kêu gọi tài trợ ở trên Facebook cá nhân để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Chỉ sau 4 ngày, anh thu được 16 tỷ đồng do các cá nhân tự nguyện đóng góp. Ngày 20 tháng 10 năm 2016, Phan Anh quyết định khóa tài khoản để ngừng nhận tiền đóng góp. Số tiền lúc này đã lên tới 24 tỷ và thông báo kêu gọi đồng bào hãy chuyển hướng chia sẻ cho các nhóm hoạt động thiện nguyện khác với lý do sức tụi mình cũng có hạn và khó có thể đáp ứng được hết những mong mỏi của mọi người. Luật sư Nguyễn Văn Thành đã phát bản những thông tin cho là việc vận động tiền ủng hộ của Phan Anh là vi phạm pháp luật. Về mặt bản chất, đây là quan hệ giao dịch dân sự tặng cho tài sản giữa nhiều cá nhân, tổ chức khác nhau với MC Phan Anh. Việc này mang ý chí cá nhân thuộc quyền định đoạt của MC Phan Anh. Sau khi trực tiếp đi vào vùng lũ lụt hỗ trợ đồng bào tại Hà Tĩnh, Quảng Bình vào cuối tháng 10, anh và các tình nguyện viên đã chi hỗ trợ nạn nhân đợt đầu 3 tỷ đồng trong số tiền trên. Sau chuyến từ thiện, vẫn còn hơn 20 tỷ đồng quyên góp trong tài khoản của Phan Anh. Phan Anh quyết định chuyển số tiền trên sang tài khoản khác của một người bạn để có cơ chế cùng kiểm soát minh bạch hơn khi hai người đồng tài khoản. Phan Anh tuyên bố tất cả các giấy tờ như hóa đơn, sao kê, hình ảnh từng người nhận gà, nhận bò được đăng tải trên website. Có nhiều ý kiến nghi ngờ việc Phan Anh đã chiếm dụng luôn số tiền 24 tỷ đồng. Có người cho rằng, thực ra chuyện Phan Anh có dùng số tiền đó hay không chả ai biết trừ mỗi anh ta. Nói anh ta đã dùng tiền cho bản thân thì cũng không chắc đúng và nói không thì cũng chả có bằng chứng gì chứng minh. Ca sĩ Duy Mạnh thì ám chỉ bão số 10 là một cơn bão rất to sẽ tiến vào miền Trung, rồi sau cơn bão sẽ xuất hiện rất nhiều nhà từ thiện đứng lên hô hào quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung, rồi sau đó đồng bào miền Trung mỗi hộ được phát vài thùng mì gói để tạm qua cơn đói. Còn những nhà hô hào quyên góp thì sau đó sắm xe đạp xây nhà to. Năm 2018, sau trận lũ ở Hà Giang, Phan Anh tiếp tục kêu gọi từ thiện. Vào chiều ngày 26 tháng 6, chỉ sau 4 giờ, nguồn tiền ủng hộ lên đến 300 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều người nhận ra điểm vô lý trong nguồn tiền. Cụ thể, Phan Anh đăng bài viết chỉ vào khoảng 3 giờ chiều ngày 26 tháng 6, nhưng số tiền trong hình ảnh được ghi nhận lúc 22 giờ 14 phút cùng ngày. Nhiều người đã nghi ngờ Phan Anh đã ăn chặn tiền từ việc thiện ủng hộ lũ quét ở Hà Giang. Sau đó, Phan Anh lên tiếng giải thích sai sót là do lỗi hoạt động của ngân hàng. Về gia đình, năm 2006, Phan Anh lập gia đình với Dương Tuấn Ngọc, cũng sinh năm 1981, hai người quen nhau từ ngày đã lên đại học một lần. Họ đã có 7 năm tìm hiểu trước khi tiến tới hôn nhân. Dương Ngọc làm trong ngành ngân hàng, hai vợ chồng có một cửa hàng bán quần áo thời trang và có 3 người con, 2 con trai và 1 con gái. Về giải thưởng, giải Mai Vàng năm 2010, chuyên mục người dẫn chương trình được yêu thích nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.